Cảm ơn cơ hội được đồng hành, uống và lá cà cùng La Caf Coffee. Dành riêng cho những ai đang xem và nghe Have a Sip, bạn có thể nhập coupon SIP, S-I-P, để được giảm giá 15% tại website lacaf.com và tại cửa hàng. Các bạn có thể nghe bản full của podcast tại playlist Have a Sip trên kênh Spotify và Apple Podcast. Đừng quên rằng chúng ta có hẹn vào tối thứ 6 hàng tuần trên các kênh của Vietcetera. Xin mừng các bạn đến với Have a Sip uống gì không? Đây là một chương trình mà Thúy Minh mời khách mời đến với văn phòng của Vietcetera, chứ không phải studio, ánh sáng tự nhiên, thay đổi theo mỗi lúc mặt trời đi qua hay lặn xuống. Và hôm nay khách mời là nam diễn viên chính xuất sắc nhất của liên hoan phim Mumbai. Tại sao em lại không bất ngờ? Này, nghe thấy oai lắm đấy. Đây oai là, nhưng mà không ai biết. Bên Mumbai lại biết, họ đang vỗ tay xem. Đúng rồi. Và nghe chị nên học nói tiếng Ấn Độ thì sẽ hợp hơn. Việt. Dạ. Việt Trần. Dạ. Em đây. Chào mừng bạn đến với Have a Sip. Trước khi đến xưng là bạn hay chị sao cũng được đúng không? Dạ. Dì sao cũng được. Dạ. Khán giả thì chắc mời là sẽ đi, cho thoải mái. Đúng rồi, xưng là chị nhưng mà xưng với khán giả thì là xưng mình thì già rồi. Một người không uống được cà phê nhưng mà thích, nhưng mà chọn uống trà. Không bao giờ uống cà phê hay bình là gì? Thường thì em sẽ chọn kiểu nước ép các thứ. Nhưng mà nhìn nó em lại hay chọn kiểu ép dâu hay là ép dưa hấu, nhìn nó hơi nữ tính thì em quyết định em lấy trà. Nhìn cho nó chuẩn nam diễn viên xuất sắc nhất. Đúng rồi, ok, thôi thế cũng được. Nhưng mà cà phê là không uống được đúng không? Tại hồi bé em có thử một lần xong bị nôn. Từ đấy giờ. Từ đấy mới ra đời cuối tuần mất ngủ đúng không? Mất ngủ một cách tự nhiên, không cần cà phê. Đồ uống thì mình hay có một cái lý thuyết, không biết đúng hay sai. Đấy là đồ uống thì nói rất là nhiều về bạn. Giả sử trước mắt bạn không phải là trà nóng, dạ. Trà bên này là trà, trà này cũng rất là đặc biệt nhá, là dạ. Trà từ vỏ quả cà phê ngâm lạnh. Lại cà phê à? Không, từ vỏ thôi. Nên nó sẽ không có caffeine. Nhưng giả sử trước mặt bạn không phải cái ly này, dạ, mà là một ly nước ép, thì nó nói gì về bản thân bạn? Em cũng không biết, tại em thích uống ngọt thôi. Nó nói chắc là nói về cái sự ngọt ngào bên trong của mình. Ok, cứ cho là đúng. nhưng bạn có nhận bạn là người sâu sắc không hay là một người ngọt ngào thôi? Thường cái đấy để cho người khác nhận xét nó sẽ hay hơn. Ok. Đã. Được, câu trả lời xuất sắc. Đã. Câu trả lời chuyên đi nhận giải đúng không? Sẽ trả lời câu này đúng không? Cũng luyện tập hàng ngày. Có một cái sự kiện mà ai cũng nhắc đến. Đấy là sự kiện JV một ngày xóa hết các vlog cũ. Và đúng không, cái chuyện đấy ai cũng hỏi. Nhưng mà thì mình chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ hỏi. Thực ra đây là mới là lần thứ hai thì mình phỏng vấn JV. Lần đầu thì là nằm trong top 30 người thành đạt trước tuổi 30, 30 under 30 của Forbes, tạp chí Forbes. Lúc đó cũng mới về Việt Nam nên là cái top 30 người này rất là được chú ý. Và đấy là lần đầu tiên thì mình phỏng vấn JV. Có hai thứ ấn tượng về JV ở cái thời điểm đó. Năm đó năm bao nhiêu các bạn có nhớ? 2015. Tức là 5 năm trước đây. Cái đầu tiên là lúc đấy là thấy JV khá là run. Tức là lúc đó thì mình có hay nghĩ rằng là tại sao một người mà ở trước máy quay nhiều như vậy, dạ, mà lại vẫn run, đúng không? Cái đấy bạn có lý giải không? Bạn có phải là người mà khi có máy quay thì mình tự tin không hay là như thế nào? Em cũng không nhớ hồi đấy em có run hay không. Em có. Thế là có. Chắc là do nhiệt độ phòng. Chứ cũng bình thường em không có quá run. Hoặc do cũng có thể là lần đầu tiên gặp chị Thúy Minh nên em run. Còn giờ gặp lần thứ hai rồi không run nữa. Ok. Có một cái thống kê rằng là 92%... chưa kịp nói thống kê gì mà đã thấy gật đầu rồi. 92% video ở trên YouTube là ở dưới 1.000 view. Bây giờ so sánh thì bạn là những người đầu tiên bắt nguồn cả một cái tạm gọi là cái văn hóa vlog, đúng đúng không?
Em không nói gì đâu, em còn thì tức là thì mình thấy có một cái dấu hiệu mà sự rụt rè, hóa ra là rụt rè là bản chất của Việt. Khiêm tốn. Nhưng mà giả sử nhá, 5 năm không, bạn làm trước đó nữa rồi. Bây giờ cái thời điểm này bạn nếu mà làm lại có tự tin không? Mình sẽ nói về cái cuối tuần mất ngủ sau. Nhưng mà nếu làm lại một cái kiểu vlog hồi xưa bạn làm á, nó không thì bạn phải có là... thể dự đoán nó như nào ấy. Dạ, em hiểu. Nó không phải là vấn đề về tự tin hay không, mà nó là vấn đề về gọi là gì, cái nội dung hay là cái câu chuyện hay là cái chiều sâu của những cái sự quan tâm hiện tại nó không còn như cái 5 năm trước nữa. Nên là nếu mà bảo em làm lại thì chắc chắn em sẽ không làm những cái chủ đề hay những cái nội dung nó ở cái tầm đấy. Mà bây giờ cái suy nghĩ hay cái nhận thức của mình hay cái trình độ của mình nó cũng phát triển lên một cái mức độ khác, thì mình cũng sẽ muốn làm cái content, những cái nội dung ở một cái mức độ phù hợp. Nhưng nó có liên quan đến cái lý do là sẽ xóa hết tất cả các thứ đi không? Không. Thế lúc đấy là như thế nào? Cái khoảnh khắc đấy diễn ra như thế nào? Thì thật ra... được suy tính không? Hay là một chẳng may lỡ? Em không hề nghĩ quá nhiều về cái chuyện xóa cái đấy. Nhưng mà cái gọi là gì? Cái reaction của mọi người về cái chuyện đấy thì có vẻ gọi là gì? Nhiều hơn em nghĩ. Cái tuổi thơ đấy... của mọi người, tuổi trẻ của mọi người mà. Em đã không hề nghĩ đến tuổi trẻ của mọi người. Em không nghĩ quá nhiều bởi vì em nói sao nhỉ, tức là về mặt hồi đấy là chuẩn bị ra phim, thì về mặt nó có hai lý do. Về mặt PR thì nó là một cái bước để mà người ta chú ý lại mình. Còn về mặt hình ảnh thì em nghĩ đơn giản là cái hình ảnh đấy nó không còn thể hiện mình nữa. Nó là một cái hình ảnh trong quá khứ, và kể cả trong quá khứ nó cũng không thể hiện 100% bản thân, bản chất của mình. Cái nữa là khi mà mình ra một cái sản phẩm, mà một cái hình ảnh, một cái nội dung nó mới như vậy, nó khác biệt, nó lại 180 độ như vậy, mà song song những cái hình ảnh cũ nó vẫn tồn tại, thì người xem người ta sẽ khó để mà quen với cái hình ảnh mới của mình hơn. Đúng không? Bây giờ mình tưởng tượng như mình đang xem phim đấy, xong tự nhiên mình quay lại mình xem những cái vlog cũ, thì cái sự thay đổi nó sẽ khó chấp nhận hơn, nó sẽ mất thời gian hơn. Thế nên là em cũng không có ngại ngùng gì khi mà xóa những cái đấy cả, bởi vì mình cảm thấy là nó không còn mang lại bất cứ cái gì cho mình nữa. Nhưng em cũng tương đối là extreme nhá. Extreme là gì? Extreme là quá. Không đến, tức là kiểu cục xúc. Từ điển sống. Tức là mình làm cái gì nó cũng phải đẩy nó đến hẳn một cái đỉnh, chứ nó không ở giữa, nó tới cùng ấy, đúng không? Có phải như vậy? Em có đấy là em không? Hay là chỉ là hành động? Tại em không nghĩ nó extreme đến mức đấy. Bởi vì cái đấy là mọi người nghĩ nó extreme. Ok. Có thể em cũng có hiểu, tức là sau khi mà nói chuyện thì mọi người cũng chia sẻ là tại sao lại thế, khó hiểu. Bởi vì người ta thấy rằng đấy là một cái thành công nó rất là lớn trong quá khứ, tại sao lại có thể bỏ hết như thế này kia. Thì em đặt mình vào suy nghĩ của họ thì em hiểu. Tuy nhiên trong cái suy nghĩ của mình thì nó là những cái gì trong quá khứ. Nó không phải là cái thành công mà hiện tại mình có thể mang ra để mình nói với mọi người thế này thế kia. Bởi vì mình không còn làm những cái nội dung đấy nữa. Mình cũng không có muốn làm những cái thể loại hay những cái câu chuyện nó như vậy nữa. Nên là em cảm thấy là nó chỉ là một cái gì trong quá khứ thôi, và nó không có liên quan gì đến mình bây giờ. Mình nên bắt đầu cái gì đến nó lại. Thế em có lưu giữ những cái đấy ở đâu lưu đấy? Lưu giữ thì tất nhiên. Em vẫn giữ mà cho cá nhân thôi. Nhưng mà em cũng kể cả hồi trước khi mà mình up lên, mình cũng không bao giờ mình xem lại. Bởi vì... Không thì mình biết. Dạ, thế thôi không nói nữa. Không thì mình đoán thôi. Tức là một người mà phải dựng giết các thứ rất là nhiều, mình đã xem cái đấy hàng bao nhiêu lần rồi. Cũng một phần nữa là khi mình xem lại mình sẽ thấy những cái mình có thể làm tốt hơn. Mình sẽ kiểu okay. Yeah, đúng, nhìn nó bị thế. Nếu phải giữ một video thôi nhá, tất nhiên là xóa thì xóa hết rồi, nhưng mà nếu phải giữ một video thôi thì đây sẽ là cái gì? Tại cũng mặc dù xem lại vẫn bực này, khá là nhiều, 60 mấy cái mà phải giữ một cái. Em cũng không biết là giữ cái nào nữa. Mỗi cái nó là một cái câu chuyện riêng, là mà loại nó lại là một cái chủ đề trong xã hội nữa. Nó không hẳn là kiểu có nhiều cái nó vẫn thể hiện những cái góc nhìn của em hiện tại,
Tuy nhiên có nhiều cái thì nó cũng không phù hợp. Giữ chắc giữ cái đầu tiên đi. Mặc dù là cái gây cũng nhiều gọi là ý kiến trái chiều, mà không phải là ai cũng thích mình, nhưng mà nó cũng là một cái điểm khởi đầu của mình để mình nhìn lại mình thấy là hồi đấy trông mình ngu si như nào. Thế chuyện làm phim và nhảy sang làm phim thì là một cái suy nghĩ cái, có coi nó là sự nghiệp không và đã nghĩ nhiều về nó ra sao? Em nghĩ cũng khá nhiều. Sự nghiệp thì chắc chắn là trong thâm tâm thì đó sẽ là một cái mục đích theo đuổi. Tuy nhiên mình cũng phải thực tế. Mình mơ mộng nhưng mình cũng nên thực tế một chút. Đó là cái nền điện ảnh, nó là một cái con đường dài. Nó không phải là ngay lập tức mình có thể làm được phim, ngay lập tức người ta muốn làm cùng mình hay này kia. Nó là một con đường mà em nghĩ là có thể có khi vài chục năm là chuyện bình thường. Có những cái đạo diễn đến lúc 40-50 tuổi mới có phim đầu tay là chuyện bình thường. Thì cái quan trọng là mình có đủ cái bản lĩnh và cái gọi là gì, đam mê để mình sẵn sàng mình theo đuổi trong một khoảng thời gian này không. Bởi vì đấy mới là cái mà gọi là gì, tạo nên sự khác biệt giữa mỗi người. Có những người người ta cũng có thể bắt đầu như mình với nhiều đam mê, với từng đấy những cái hoài bão, nhưng khi mà cứ đi từng bước thì lại có những cái áp lực mới, có những cái khó khăn mới mà nó làm giảm cái bản lĩnh, làm giảm cái đam mê của mình và người ta quyết định bỏ cuộc. Thì em chỉ mong là em có được cái đủ bản lĩnh để em có thể đi xa. Nhưng mà em đang ở trong cái giai đoạn nào? Em cảm thấy là em đang trong giai đoạn đầu tiên đó. Tức là ví dụ như về kiểu vlog hay về YouTube các thứ, trên một cái phương diện là talent thì mình đã có một cái hình ảnh hay là một cái vị trí nhất định rồi. Tuy nhiên khi mà mình chuyển sang một cái ngành nghề mới là phim thì hoàn toàn mình bắt đầu từ con số 0. Nhiều lúc nó còn không hẳn là con số 0 mà lại là một con số âm nào đấy. Bởi vì người ta đã có một cái hình ảnh nào đấy về mình rồi, nên là lại phải thay đổi hơn là bắt nguồn từ một cái gì đấy nó kiểu fresh. Tuy nhiên mình cứ đi từng bước chắc chắn thôi. Đó, em thì em không có gọi là sao, không có sợ vào cái khả năng hay là vào cái trình độ của mình là mình sẽ không thể làm được. Cái đấy là cái mà kiểu mình lo cuối cùng. Cái chính là kiểu liệu mình có nắm bắt được cơ hội hay không, liệu mình có đủ nghị lực để mình đi xa hay không, liệu mình có gặp được những người mà phù hợp hay không. Nhưng khi em nhắc đến chữ nắm bắt cơ hội là như thế nào? Tức là em tin là ai cũng có cơ hội trong cuộc sống. Cái quan trọng là mình có đủ nhận thức để mình nhận ra là đấy là cơ hội hay đấy là một cái khó khăn, đúng không? Nhiều người ta nhìn vào, người ta nghĩ là kể cả một sự nhảy việc nó cũng có thể là một cơ hội nếu mà mình nhìn tích cực. Còn nếu mà mình nhìn tiêu cực thì có thể mình sẽ thấy là nhớ đâu mất nhiều hơn được, thì mình cũng chưa biết thế nào ra làm sao. Thôi mình cứ thế này là được rồi. Thì theo một cái góc nhìn nào đấy, nó là đánh mất một cái cơ hội nào đó. Và tất nhiên để mà nó là cơ hội thì nó phải đến từ mình. Mình phải biến nó thành cơ hội, chứ không phải là mình nghĩ nó là cơ hội và mình chỉ đến mình nhận và mọi thứ nó sẽ an bài như nào đấy. Đấy là cái quan trọng. Thì nó lại thuộc về cái phạm trù, cái nhận thức của mình, cái trình độ hay là cái tầm nhìn của mình nó ở cái mức nào. Cái điều khó và dễ ở cái việc là trở thành one man show. Khi mình nhắc đến chữ one man show, đúng không, thì mình vừa nói đến việc là nó không hẳn là một cái gọi là chỉ có một người ở trong đấy đóng vai chính, nhưng nó là cái việc là thực ra từ cái hành trình làm vlog, cái việc vlogging cũng là một dạng one man show. Bạn viết kịch bản ra, bạn diễn ở trong đó, bạn edit nó, bạn dựng nó thành một cái tác phẩm. Và cái phim đầu tay của Việt thì nó cũng mang cái màu đấy. Mang màu của việc thiếu tiền. Không, mình nói là một việc đa tài. Thì mình đang nói là việc đa tài, nhiều vai trò. Yes. Nên là khó và dễ của cái việc là one man show như thế nào? Dễ ạ? Em nghĩ cũng không có dễ. Không có gì dễ, không dễ á? Tức là dễ theo một góc nhìn, đó là cái việc gọi là gì, cái sự control cái nội dung của mình nó được gần như trọn vẹn. Đúng. Nó không bị phụ thuộc vào nhiều những cái người khác. Chắc đấy là cái dễ. Còn lại em toàn thấy khó. Thế à?
Vâng, bởi vì nói chung là nắm tại giữ. Sao lại khó nào? Khó những cái gì nào? Nếu mà cái gì mình cũng giỏi trong từng cái khâu đấy thì sao lại khó? Đâu, đâu phải là giỏi đâu. À, tức là cái khó là cái khó là tức là sao từng cái khâu, ví dụ như chuyện diễn xuất đi, chuyện viết kịch bản đi, sang chuyện đạo diễn đi. Bạn cái khó là bởi vì nó là nhiều vai trò, nên ví dụ như nếu mình chỉ giỏi một vai trò thì mình, ví dụ mình dành cho nó 10 tiếng chẳng hạn, thì bây giờ mình phải làm 5 vai trò để cho tất cả những cái vai trò nó cùng một cái chất lượng như thế, thì mình phải dành ra 50 tiếng chẳng hạn, kiểu vậy. Thì đấy là một cái khó, khó trong chuyện trau dồi kiến thức, khó trong chuyện phải bỏ nhiều thời gian ra để kiểu chuẩn bị nhiều hơn. Ví dụ như nếu mà em chỉ làm đạo diễn thôi thì em sẽ không phải đóng, tức là kể cả trên set cũng thế. Ví dụ như làm đạo diễn thôi thì khi mà diễn viên chuẩn bị hay là người ta làm set thì người đạo diễn sẽ được nghỉ. Thì không, em direct xong là mình phải ra, mình make up, mình phải chuẩn bị, rồi khi mình diễn xong mình cũng phải tự ra mình xem monitor thì mình thấy là công việc của mình tự nhiên lúc đấy thành gấp đôi rồi. Và khi mình làm thêm những cái vai trò nữa thì nó gấp 3, gấp 4, gấp 5 lên. Thì cái quan trọng là mình lại, thứ nhất là trong cái dự án đầu tay về phim mình lại chưa có kinh nghiệm làm phim, nên là có rất nhiều những cái mà mình nghĩ mình chuẩn bị cụ thể rồi, thì đến lúc lên set nó lại phát sinh những cái chuyện về management, về cái quản lý. Mình chưa có kinh nghiệm quản lý nên là cái thời gian overtime nó bị nhiều. Và overtime nhiều thì mình lại phải sắp xếp hết lại của cả đoàn phim, chứ đâu phải chỉ mỗi mình. Nên là có rất nhiều khó khăn, kể cả trong những cái chuyện đi tìm những cái người có thể làm được trong từng cái vị trí của đoàn phim, mình cũng phải tìm mà lại trong một cái budget vừa phải, bởi vì phim là hoàn toàn là kiểu không có lợi nhuận đó, thì nhiều khó khăn. Nhưng mà cái chính không phải là khó thì mình nản. Em chỉ cảm thấy là càng nhiều khó khăn mà mình càng vượt qua thì bản thân mình sẽ, đấy là chính là cái cách mà mình tự trau dồi bản thân, mình tự phát triển, mình rút kinh nghiệm để những cái lần sau mình không còn mắc những cái lỗi đấy nữa. Cái phim đầu tay em làm, nó là phim ngắn thôi, 36 phút, tuy nhiên mình làm mất hơn 1 năm. Đó là một cái không ổn. Trong khi bây giờ nếu mà mình được làm lại thì em nghĩ chỉ mất tầm 3 đến 4 tháng là cùng. Ok. Thế nếu không phải đóng nhiều vai trò thì bạn sẽ ưa thích một vai trò nào nhất trong đấy? Chắc là đạo diễn. Vì đạo diễn là người về cơ bản là kiểm soát toàn bộ, kể từ câu chuyện cho đến trên set. Nói chung là kiểm soát để sao cho cái câu chuyện, cho cái nội dung, cho cái bộ phim nó ra đúng những cái gì mà đạo diễn tưởng tượng và đạo diễn kiểu cái vision trong đầu. Thì em muốn là người kiểm soát những cái đấy, bởi vì mình đang kể những cái câu chuyện của mình. Mình đang muốn người ta cảm được những cái cảm xúc trong câu chuyện của mình. Còn nếu mà ở những cái vị trí khác thì mình chỉ có một cái tác động nào đấy, là mình đóng góp một cái nào đấy thôi, chứ mình không có một cái sự kiểm soát toàn diện. Thế vai trò nào bạn dở nhất phải trong những cái vai trò đấy? Em nghĩ chắc là producer. Bởi vì producer thì lại là một cái nghề nó đặc thù hơn, nó liên quan nhiều đến chuyện gọi là management nhiều, hoặc là liên quan đến mối quan hệ. Phải biết nhiều crew, biết nhiều nhà đầu tư. Mà để có cái đấy thì bắt buộc là phải có những cái kỹ năng, những cái skill về kiểu people skill nhiều, và bản thân cũng là một người cũng phải hướng ngoại nhiều. Và at the same time thì cái skill về management nó phải tốt. Đấy là cái em đang thiếu. Câu hỏi này ai gặp và ai lên Have a Sip cũng hỏi này, nên bây giờ cũng sẽ đương nhiên hỏi Việt. Nếu em phải lên một hoang đảo và không biết ngày trở về thì khi đi em sẽ mang theo gì? Tức là khi đi, một thứ. Khi đi mình không biết đúng không, hay sao, hay là mình biết rồi. Nghe giống The Platform nhỉ? Em sẽ mang cái bật lửa. Vì sao? Vì em không biết tự làm lửa. Mang bật lửa thì nếu mà làm ra lửa thì sẽ sống được. Ok. Câu này trả lời cũng deep. Thế bây giờ nếu phải mang một cuốn sách thì sẽ là cuốn sách gì? Phải mang một cuốn sách ấy hả?
chắc sách kiểu how to, cách để tồn tại trên hoang đảo. Thêm một người ở rất là thực tế đúng không? Ừ. Không có mơ mộng. Ừ. Trên hoang đảo mơ mộng gì nữa? Trên hoang đảo mới là nơi để mơ mộng. Tại em cũng tình cờ thôi, cũng mấy tháng trước xem lại cái Castaway á, của Tom Hanks á. Đó. Thế bây giờ được chọn mang một người nào đấy thì chọn là ai? Có bạn trợ lý hay chỉnh tóc cho từ nãy đến giờ? Chọn mang một người à? Thì chắc sẽ là người mình gắn bó nhất thôi. Đó là người yêu mình. Ừ. Anh có người yêu à? Ừ, dạ. Nên hoang đảo thì không biết còn không. Ừ, ok. Trong cái hành trình mà em đã trải qua, nếu có một chữ bỏ trong đầu mà em có thể nghĩ đến, thì em nghĩ em đã bỏ cái gì? Sao? Tức là em đã bỏ những gì trong hành trình em đã đi qua, chứ không còn là nếu nữa đúng không? Ừ, bỏ rồi ấy. Bỏ. Từ nếu chuyển sang thì rồi. Em đã bỏ gì? Em bỏ ngoài chuyện bỏ mấy cái vlog đi đúng không? Đấy là một cái chuyện bỏ khá quan trọng ấy chứ. Bỏ nhiều. Cái rõ ràng nhất đó là cái có nhiều cái mình không còn làm được thoải mái tự nhiên như hồi trước nữa. Là theo mấy góc nhìn nào đấy là cũng không hẳn là bỏ tự do hay bỏ cái freedom hay gì cả, nhưng mà cái gọi là gì, cuộc sống riêng tư của mình phần nào mình cũng phải bỏ. Tức là nổi tiếng lắm là đi ra đường mọi người kiểu soi đúng không? Tức là bản thân em thì em không thích bị nhận ra. Bất kể những cái gì đi đâu, mà kể cả những cái dịch vụ hay cái gì đi, là em đều thích đi những cái chỗ mà không ai biết mình là ai hết. Để mình cho mình có một cái cảm giác thoải mái nhất, mình tự do nhất trong những cái personal space của mình. Thì khi mà có người nhận ra thì cái đấy nó mất. Và mình cũng không còn làm được những cái việc đấy nữa, mình không còn có thể đi được những cái chỗ như vậy nữa. Chẳng hạn như ví dụ có chỗ nào nhận ra đi chẳng hạn, thì mình lại cảm thấy là như thế lại hơi kiểu mình không thích, thì mình lại phải tìm chỗ khác kiểu vậy. Thì đấy cũng là một cái từ bỏ trong cuộc sống riêng tư của mình. Em có phải người hướng nội không? Em nghĩ là cũng không có ai là hướng nội hẳn, và cũng không có ai hướng ngoại hẳn. Tức là em có nghiên cứu về điều đấy đúng không? Em có tìm hiểu về điều đấy đúng không? Cũng một chút. Nhưng mà mình chỉ thấy trong cái bản thân của mình thôi. Tức là mình không phải một người lúc nào mình cũng ở nhà, mình lúc nào cũng chỉ một mình, mà mình cũng muốn giao lưu với mọi người. Tuy nhiên mình giao lưu không phải là kiểu 24/7 và 365 ngày. Mình cũng phải về mình ngủ, mình cũng phải về mình có những cái khoảng thời gian riêng cho mình. Nên quan trọng ở đây là cái sự cân bằng đó. Mỗi người sẽ có một cái mức cân bằng nó khác nhau. Có thể cái mức cân bằng của một người họ thích ở nhà nhiều hơn so với ra ngoài. Có thể là một người họ thích ra ngoài nhiều hơn so với ở nhà. Nhưng mà em nghĩ là để mà có một cái cuộc sống nó healthy về mặt tâm lý, hay là kể cả về kiểu physical các thứ, thì cái chuyện hướng nội hướng ngoại nó nên cân bằng. Cái gì nó cũng có cái tích cực của nó hết. Ok. Rồi, như coi như cái bỏ đầu tiên là mất một chút cái cuộc sống riêng tư đúng không? Cũng nhiều ạ. Yeah. Okay. Không hẳn là chút, cũng nhiều. Nhưng chắc là sẽ có một cái khoảng thời gian em enjoy cái việc đấy chứ, lúc đầu đúng không? Có không? Không bao giờ. Em tại nghĩ vì là cái enjoy nó chỉ ở cái lúc đầu thôi. Tức là như kiểu thì mình được nhận ra, chứng tỏ mình, mọi người biết đến mình. Lúc đầu khi mà mọi thứ còn mới, mình chưa có cái cảm giác đấy nhiều, thì mình sẽ enjoy cái đấy. Tuy nhiên khi mà nó nhiều rồi, trở thành một cái gì nó bình thường rồi, hoặc là trở thành một cái gì mà nó dần dần nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình cảm thấy cái sự ảnh hưởng đấy rồi, thì nó lại thành một cái mà mình không còn quá enjoy như hồi đầu, kiểu vậy. Dạ. Chứ không hẳn là kiểu em thì em đấy, như em nói em không thích bị nhận ra. Nên là thế xong bây giờ bị nhận ra rồi thì em như nào? Thì tùy vào mình. Ví dụ như em nói đây, có những cái dịch vụ mà ví dụ nhận ra hay gì đấy, hay là kiểu mình cảm thấy mình không còn thoải mái ở cái đấy nữa, thì mình phải tìm chỗ khác. Hoặc là ví dụ như hồi trước
đi xem phim thì mình có thể hoàn toàn thứ bảy chủ nhật mình đi xem phim bình thường, mình chả phải đeo khẩu trang, mình chả phải gì cả này kia. Thì bây giờ mình lại không thể nào mà thoải mái được như vậy, mình phải tìm những cái giờ mà nó vắng hơn kiểu vậy, hoặc là đi chơi cũng thế, đi bar, đi club, đi ăn, đi uống, mọi thứ, nói chung là tất cả mọi nơi. Thì cũng không phải là kiểu người ta nhận ra xong người ta làm gì mình cả, mình chỉ không thích cái cảm giác là kiểu có ai biết mình thôi. Mình thích cái sự gọi là như kiểu một mình làm một cái gì đấy của riêng mình kiểu vậy. Thì em là người như thế, em thích phải có một cái personal space của em, nên em không có để cho mình như kiểu là một cái chỗ để mình sạc pin kiểu vậy, chỗ để mà mình bình tĩnh lại rồi mình balance lại. Nên những bất cứ ai mà invade cái không gian đấy của mình thì mình sẽ mất bình tĩnh, mình sẽ không còn là mình nữa kiểu vậy. Thế là hướng nội nhiều hơn hướng ngoại rồi. Em chơi cả bên nội lẫn bên ngoại. Thế có cái gì bỏ đi mà nó chỉ muốn vui hơn không? Cụ thể nào? Không, cái không. Tại vì có một cái series bản thân thì mình tin rằng là cái hành trình của mình đi qua chỉ có thời gian trôi qua thôi, là mình đã phải bỏ lại rất là nhiều thứ. Em nghĩ nhiều chứ. Thì có cái bỏ nào mà nó tích cực không? Tích cực à? Tích cực thì sao phải bỏ nhỉ? Tức là em toàn bị bỏ, tức là bị phải bỏ nó lại à? Nếu mà trong cái về cái cuộc sống riêng tư thì là một cái mà mình phải, bởi vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, trừ khi mình không làm những cái mình làm nữa thì mình mới, nói chung như em nói đấy, cái gì nó cũng có cái được cái mất hết. Mình làm, nên là nếu mà nhìn theo cái góc độ đấy thì mình cũng đã bỏ rất nhiều thứ. Nhưng bù lại cho cái bỏ đấy thì mình được những cái đối nghịch với nó. Đúng. Thì ngay sau câu hỏi về bỏ sẽ có câu hỏi về được. Nhưng mà thì ý em là nếu mà chị bảo là bỏ một cái gì tích cực thì chứng tỏ mình lại chọn mình nhận một cái gì tiêu cực. Không, tức là có lẽ cái chữ tích cực nó hơi sai, tức là chủ động bỏ một cái gì đó, chủ động buông bỏ. Không sân si kiểu đấy. Nếu mà theo một góc độ, ví dụ như là những cái áp lực từ dư luận cũng là một cái mình chủ động mình buông bỏ. Buông bỏ theo một cách gọi là mình chủ động mình đối mặt, mình chọn cách mình chủ động hơn, chứ mình không để nó ảnh hưởng đến mình. Đấy là một cái. Chị nhìn ở phía ngoài nhá, rõ ràng có một cái lúc hình ảnh của em thay đổi, đúng không? Khi em đóng phim là hình ảnh em rất khác với hình ảnh trước. Em có phải đầu tư vào sự khác biệt đó không? Em nghĩ là có. Nói chung là, mà cũng không chỉ về bên ngoài. Cái quan trọng là bản thân bên trong của mình nó cũng thể hiện những cái suy nghĩ như vậy. Nó không đến mức gọi là như vậy, nhưng mà nó cũng phù hợp với cái nhân vật. Nó cũng ở một cái tầm nó lớn hơn hồi trước. Và bản thân em khi mà đóng vai cái nhân vật đấy, dù sao thì cũng là nhân vật mình viết ra, cũng là nhân vật mình hiểu rõ nhất, và cũng là nhân vật mà mình tự xây dựng nên, mình cảm được những cái mà nhân vật cảm được. Nên cũng có thể đấy là lý do tại sao nó cũng ra được một cái nhân vật như vậy. Bởi vì thực sự có thể theo một cái góc nhìn nào đấy, nó là một phần nhỏ con người của mình. Những cái gì về mảng tối hay những cái gì về cái mảng tiêu cực. Em cũng hay, chị không biết chị xem ví dụ cái thời vlog chẳng hạn, thì là em là người chọn cái cách là một người đóng nhiều các cái nhân vật khác nhau. Em tự thấy cái khả năng biến hóa của mình giữa các nhân vật như nào? Đang không nói về những cái cụ thể, nhưng mà cái khả năng mà thay đổi biến thành một người khác, như kiểu gọi là một cái khả năng diễn xuất, cách mình có thể nhập tâm được vào nhiều nhân vật không, hay là mình bị gọi là như kiểu typecast, kiểu chỉ một cái tính cách, một cái nhân vật không? Nhưng mà chị nói rộng hơn một chút xíu, tại nó không chỉ là cái chuyện diễn xuất. Tại vì diễn xuất đôi khi mình có thể giả vờ cho giống, còn chị có cảm giác ở đây là em có cái đầu tư nhiều hơn vào cái nhân vật đấy về mặt nội dung nữa, đa nhân cách kìa, hay sao? Thì không, tạm gọi là sự biến hóa đi. Sự biến hóa. Theo một cái góc độ nào đấy thì vì mình gọi là sao nhỉ? Em có thể hiểu được. Em nghĩ đến từ cái việc thứ nhất là open minded, và thứ hai là cái sự đồng cảm. Mình hiểu được cảm xúc và cái lý do của nhiều nhân vật khác nhau, nên mình có thể biến hóa được như vậy.
nó đến từ cái việc là mình hoàn toàn mình gọi là sao, mình open minded, tiếng Việt là gì, cởi mở. Mình cởi mở, mình sẵn sàng mình nhìn theo góc độ của người khác, chứ mình không bị kiểu gọi là bị cái tôi quá cao, và mình thực sự mình hiểu lý do tại sao một người ta họ làm như vậy. Trong một cái hoàn cảnh của người ta chỉ cho phép vậy thôi, người ta nhận thức và cái trình độ các thứ người ta chỉ nghĩ đấy là cái lựa chọn tốt nhất của người ta rồi, thì mình có thể đồng cảm được. Mà khi mình đồng cảm thì mình sẽ bớt gọi là gì, đánh giá, bớt nhận xét, và mình sẽ hóa thân được vào nhân vật giống thật nhất hơn. Đấy cũng là một cái khả năng mà em nghĩ bắt nguồn từ cái giao tiếp xã hội hàng ngày thôi, chứ nó không có cái gì quá cao siêu theo kiểu là kiểu phải giả như thế này kia. Khó để mà giả tất cả những cảm xúc đấy trong diễn xuất hay trong đạo diễn cũng thế thôi, là thực sự là để mà diễn ra được cái nhân vật đấy là mình phải hiểu được cái nhân vật đấy. Nhiều diễn viên chuyên nghiệp là họ sống trong cái vai đấy trước khi diễn xuất đó, và họ thực sự họ kiểu hóa điên như vậy, hoặc là họ thực sự họ kiểu show những cảm xúc như vậy để họ đi vào những cái tầng lớp cảm xúc sâu xa nhất thì diễn nó sẽ ra. Nó không chỉ là về lời nói, nó không chỉ là về nội dung, nó là cái thần thái, nó là cái cái gì nhỉ, phong thái, cái gesture, cái cử chỉ hành động, và nó là những cái reaction đó. Thế thì cái hồi mà em start cái cuối tuần mất ngủ là tại sao? Cuối tuần mất ngủ hả? Có một cái nhân vật nhân vật trong đấy thì chỉ biết đấy là em rồi, nhưng mà một cái nhân vật, một cái anh kiểu như là mình tạm gọi là một cái uncle được không, cái đấy đã bắt đầu như thế nào và tại sao em lại quay lại YouTube với cái hành trình đấy? Cái show đấy nó ở Việt Nam thì nó là mới, nhưng ở nước ngoài thì nó gọi là satire news, nó là kiểu dạng tin tức, không phải tin tức mà show kiểu late night, nhưng mà không phải là về kiểu hài, mà nó nói về monologue, về kiểu news hàng ngày, và nó nói kiểu sarcastic. Có rất nhiều như kiểu của Trevor Noah này, của Steve Colbert, của cái gì nhỉ, John Oliver, thì là cũng kiểu one man show kiểu như vậy. Và em xem thì em cảm thấy là cái này nó phù hợp với mình, nó theo một cách nào đấy nó phù hợp với khả năng, nó phù hợp với những cái quan tâm của mình, và nó cũng phù hợp với cái thị hiếu cũng như là cái thị trường giải trí hiện tại, nó đang thiếu những cái tính chất như vậy. Và mình hoàn toàn có những cái khả năng để mình làm, để mình đi đầu. Đấy là một cái lý do về mặt chuyên môn. Còn về mặt cá nhân em thì cũng một phần do Covid nên là những cái dự án về phim, điện ảnh nó bị đình trệ, nó bị dừng lại vô thời hạn. Nên là mình cũng phải, trong thời gian đấy mình cũng là mình muốn giữ những cái năng lượng tích cực về những cái gì về chuyện công việc á, thì mình cũng muốn làm những cái gì đấy nó mới. Tất nhiên là chắc chắn không bao giờ em làm lại những cái em làm rồi. Bây giờ bảo em lên làm những cái vlog hồi trước thì thứ nhất nó không còn là mình nữa, thứ hai nội dung nó không còn relevant với suy nghĩ của mình, nên là khi mà chia sẻ ra nó cũng sẽ không thể nào believable, nó không thể nào mà kiểu người ta tin vào đấy được. Và cái thứ ba là bản thân những cái nội dung như thế mình cũng không thể nào cạnh tranh được với những cái người trẻ hơn bây giờ, nên là không bao giờ. Chỉ làm thì một là làm cái gì nó mới hẳn, hai là không. Và bây giờ Covid gọi là tạm gọi là yên ắng một chút, cho nên là cái show đấy lại thấy dạo này không mất ngủ nữa đúng không? Dạ, hay là như thế nào hơn. Hay là em có một cái kế hoạch mới? Thì cũng có những cái kế hoạch mới á, nên là em dừng lại cái season 1. Tất nhiên là khi mà làm cái show đấy thì em không nghĩ là cái sự đón nhận nó sẽ tốt như vậy. Mình nghĩ là kiểu mình lớn rồi, mình hết thời rồi, giờ bọn trẻ ai nó xem mấy cái này. Chắc toàn kiểu người lớn, mà người lớn thì cũng có bao nhiêu. Nhưng mà hóa ra là cũng được đón nhận một cách rất là tích cực. Nó cũng là một cái tiền đề để cho mình nghĩ đến những cái season sau, mà mình sẽ kiểu làm một cách nó chuyên nghiệp hơn, nó tốt hơn, nội dung nó cũng cover được nhiều gọi là gì, category, nhiều cái thành phần hơn.
Tương lai chắc chắn sẽ có season 2. Còn bây giờ thì em đang có một số những cái dự án khác nên đang phải làm trước. Có một chủ đề nào em sẽ không bao giờ chán? Không bao giờ chán nữa. Chủ đề chính trị. Thật đó. Chủ đề chính trị hay mà. Đúng không, chị không đánh giá một tí nào, chị chỉ đang hỏi. Được. Nhưng em lại nói cái chữ đấy rất bè. Chứng tỏ tự em nghĩ một cái gì đấy về nó. Thật ra nhiều chủ đề nghĩ sẽ không bao giờ chán. Kể cả chủ đề về giáo dục cũng là một chủ đề mà. Tại sao nó không bao giờ chán? Bởi vì nó không phải là chủ đề sẽ được, nó không phải vấn đề sẽ được giải quyết một sớm một chiều. Nó sẽ có rất nhiều những cái vấn đề khác sâu xa hơn. Giáo dục, y tế, chính trị, hay kể cả về business, hay là kể cả những cái chuyện mà kiểu về kiểu startup như kiểu Grab các thứ, tăng thuế các thứ, đấy là những chuyện mà em quan tâm. Nó là những cái mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mình hàng ngày. Nhiều chủ đề, nhiều cái topic, kể cả về giao thông, nhưng mà chính trị là một cái hay. Chỉ là không phải là mình được tự do nói gì mình muốn thôi. Câu đấy chắc phải cắt. Chương trình này không cắt gì cả. Không thì thì mình hỏi bởi vì rõ ràng là mình nhìn thấy cái điều đấy, bạn quan tâm những cái vấn đề nó lớn và nó khó giải quyết hơn, và thì mình thấy cái cách tiếp cận ở trong Cuối Tuần Mất Ngủ là làm nó hài hước, làm cho nó kiểu vừa đấm vừa xoa, đúng không? Dạ. Đấy có phải là cái cách mà bạn nghĩ là hiệu quả trong việc khai thác những cái vấn đề đấy hay không? Hay là sẽ có một cái hướng nào mới? Về phương thức truyền tải thì như vậy em thấy ok. Nó phù hợp với khán giả trẻ, và nó cũng phù hợp với những khán giả lớn tuổi. Nó không quá boring, không quá nhàm chán theo kiểu chính luận hẳn như là điểm tin hay là phân tích ngồi kiểu serious hẳn. Nên cái cách truyền tải đấy nó phù hợp với cái thị hiếu của Việt Nam. Còn nội dung thì nó sẽ là một cái nó khó hơn, nó phức tạp hơn. Mình cũng phải hiểu rằng đây không phải cuộc chơi của mỗi mình. Sẽ có những cái bên nó sẽ có những cái tác động khác nhau. Cái quan trọng nhất là mình cân bằng được cái lợi ích của tất cả các bên, để mình có thể truyền tải được một cái nội dung ở một cái mức độ vừa phải, để cho người xem có thể từ một cái foundation, một cái nền tảng đấy để mà họ tự có những cái kiến thức nền tảng để mà họ tìm hiểu sâu hơn. Nên đấy là cái em hướng tới. Vì dù sao những cái đối tượng mình hướng tới vẫn là đối tượng mà gọi là gì? Gọi là kiểu người trẻ mà mới ra đời. Thật ra cũng là những cái đối tượng khán giả cũ của em thôi, nhưng mà họ lớn lên. Giờ bây giờ là trước là cấp 3, đại học, các thứ này kia, thì bây giờ là bắt đầu ra đời, bắt đầu đi làm, bắt đầu quan tâm nhiều hơn những cái vấn đề trong xã hội rồi. Thì là những cái nền tảng để mà có thể bắt đầu, để mà có thể tự mình có những cái chính kiến riêng và có thể tìm hiểu thêm những cái vấn đề trong xã hội riêng. Chứ mình không phải là kiểu mình đang cố hướng cho mọi người là phải đi theo hướng như này, là phải sâu xa, là phải chọn phe này, chọn phe kia, hay phải thế này thế nọ. Cái đấy không phải là cái em hướng tới. Thế cuối cùng thì bản thân Việt quan tâm nhiều đến sự trưởng thành của chính mình hay là sự trưởng thành của khán giả của mình? Câu này thì quá dễ. Em thì từ trước đến giờ em quan tâm nhiều đến cái sự phát triển của bản thân. Và cái đấy là cái em value nhiều nhất. Nó không, sự phát triển của bản thân nó không thể hiện qua việc là như kiểu năm trước mình kiếm được bao nhiêu, năm nay mình kiếm được nhiều hơn, mình có nhiều tài sản hơn, mình có nhiều quần áo đẹp hơn, nên nó không thể hiện những cái sự gọi là materialistic hay là cái hào nhoáng bên ngoài như vậy, mà nó thể hiện được cái nhận thức và cái tầm nhìn. Ví dụ như năm trước thì có một cái chủ đề như vậy, cái tầm nhìn, cái nhận thức của mình nó ở cái mức nào, thì năm sau liệu nó có rộng hơn không, cái nhìn nó có bao quát hơn không, nó có tích cực hơn không, nó có đồng cảm hơn không, nó có kiểu chi tiết nhiều góc nhìn hơn không. Và từ cái đấy mình rút ra mình học được những cái gì, mình thay đổi ra làm sao, những cái sai lầm của mình hồi trước mình mắc phải nó như thế nào. Đấy là những cái mà em value hơn. Ok. Thế Việt của 5 năm nữa như thế nào? Việt của 5 năm trước là đang
được chị phỏng vấn. Ừ, đúng rồi. Việc của năm nữa là chắc cũng được chị phỏng vấn. Ok, có một lời hứa 5 năm phỏng vấn một lần. Không, nhưng mà đúng, cái điều đặc biệt là 5 năm có lẽ là một khoảng thời gian vừa đủ để người ta thay đổi và người ta... Em cảm thấy em thay đổi hàng tháng à? Ok, hàng tháng, hàng năm à? Em nói thật. Cũng có thể một phần bản thân mình là con người mình... Em cảm thấy em không có chịu được một cái cảm giác mà mình bị mắc kẹt hay mình bị stuck trong bất cứ một cái gì. Có thể là môi trường làm việc, có thể là một cái công việc, một cái hoặc có thể chỉ là một cái idea, một cái quan điểm hay là một cái kiểu đấy, ví dụ như là một cái định kiến hay nào đấy. Mình cảm em value cái freedom của mình rất nhiều, cái freedom trong suy nghĩ và trong hành động. Tức là mình cảm thấy mình khi nào mình cảm thấy mình bị stuck ở đây là mình không thay đổi, mình cứ như vậy là mình cảm thấy rất là khó chịu. Cảm thấy là kiểu failure. Nhưng chị nghĩ một phần người ta nhận ra mình thay đổi là bởi vì người ta hay tự quan sát người ta nữa. Có thể ai cũng thay đổi nhưng mà không phải ai cũng nhận ra cái điều đấy. Em là người hay chiêm nghiệm bản thân, hay tự nhìn lại mình, tự đánh giá bản thân là mình phát triển như thế nào, mình có cái gì mới, mình mắc thêm sai lầm mới nào, mình ngu thêm ở đâu. Đó, kiểu vậy. Em nghĩ là tất cả những cái gì mà đến từ việc phát triển bản thân ấy, bao giờ nó cũng phải bắt nguồn từ việc mình phải chấp nhận được là mình sai ở đâu. Bởi vì nếu mà mình không nghĩ mình sai thì có gì mà phải sửa, đúng không? Thế sai nhất trong 5 năm vừa qua là cái gì nào? Sai nhất trong 5 năm vừa qua á? Sai thì cũng nhiều á. Em cũng không có ngồi em kiểu so là... Sai nhất? Sai gì nhất hay sai gì nhì hay sai gì ba. Em không ngồi em trao giải cho chúng nó. Sai nhất à? Cũng có nhiều cái... Sai nhất là ngồi hơi xa micro nào đoạn này nói nhầm lặng. Nhiều cái, ví dụ như trong chuyện công việc cũng có nhiều cái mình trước mình cũng kiểu sống hơi, mình chắc là do trẻ nên nhiều cái mình cũng sống cảm xúc nhiều hơn, mình để cho cảm xúc quyết định những cái trong công việc của mình. Còn lớn lên thì mình bắt đầu hiểu bản thân hơn nên mình cũng gọi là gì, kiểm soát được bản thân, mình control được, mình gọi là gì, mình rạch ròi được giữa những cái gì gọi là về mặt cảm xúc, những cái gì mà cần về mặt lý trí, mình biết cách sắp xếp hơn, mình biết cách dùng cái nào ở đâu hơn, theo một cách nào đấy là mình làm chủ bản thân nhiều hơn. Wow, thế còn tham vọng trong 5 năm tới? Em cũng không biết được, nói chung là này phim mới đúng không, em đã bắt đầu cái việc đấy, em phải kết thúc nó chứ. À, không đừng nói chữ kết thúc, nhưng ý là tiếp tục nó chứ. Nói chung cũng khó nói, nếu mà đấy chị thấy không, như tức là em sẽ không đầu tư một phim nữa năm vừa rồi không... Yes, đâu có ai đâu có ai cũng gọi là gì có kế hoạch cho cái việc đấy xảy ra mà nó thay đổi tất cả mọi thứ, nên là mình cũng không dám chắc. Trong bây giờ em cố gắng là không đặt những cái goal nó quá xa vời, theo kiểu là 5 năm, 10 năm, mình cố gắng từng năm một để mình cải thiện từng cái gì nhỏ. Ví dụ như mình cố gắng trong năm tới ít nhất mình phải có một bộ phim, cũng không nhất thiết phải là phim điện ảnh, nhưng mà bất kể một cái sản phẩm nào về mặt phim mà mình tung ra là được, kiểu vậy. Và nó phải kiểu có chất lượng, nó phải so với cái sản phẩm cũ nó phải tốt hơn rất nhiều. Đấy, mình chỉ set những cái goal nó, thứ nhất nó nhỏ, thứ hai nó gần, và thứ ba nó thực tế, để mình không tự tạo áp lực cho bản thân. Và mình cũng biết là, và khi mà mình xét như vậy thì cái khả năng mình biết là mình làm được, mình kiểm soát được nó, thì mình cũng sẽ tự tin hơn. Mình cũng sẽ làm chủ được cái project, mình cũng sẽ làm chủ được cái công việc của mình hơn. Em vừa nói là em có thể tách, em đã bắt đầu học cách tách công việc và cảm xúc sang một bên. Vừa rồi là lý trí và cảm xúc. À, lý trí, lý trí nó xúc áp dụng trong nhiều cái, không chỉ trong mỗi công việc. Ok. Thật. Để em ví dụ cho chị nhé. Ví dụ như là hồi trước đi, ví dụ như trong chuyện, không phải hồi trước,
ví dụ như cái tôi đi, đúng không? Cái tôi nó theo chị nó là một cái xấu hay một cái tốt? Tốt trước xấu sau. Tức là nó là cả hai đúng không? Đúng rồi. Nếu mà nó đặt trong những cái ngữ cảnh khác nhau thì nó sẽ là điểm mạnh. Nhưng nếu mà nó đặt sai ngữ cảnh thì nó là điểm yếu. Thì ví dụ điểm yếu khi là gì? Khi mà mình lại dùng cái tôi trong mối quan hệ giữa con người với con người. Không dùng cái tôi trong mối quan hệ với con người thì dùng cái gì? Bởi vì khi mà mình dùng cái tôi thì lúc đấy là mình lại bị cá nhân quá. Mình sẽ không có khó để mà đồng cảm, để mà hiểu người ta. Nếu mà mình lúc nào mình cũng nghĩ đến bản thân mình thì nó là một cái không tốt trong một mối quan hệ với bất cứ ai, bạn bè, gia đình, người yêu, đúng không? Mình sẽ khó lắng nghe hơn và mình sẽ khó đồng cảm, mình sẽ khó chia sẻ hơn. Mình sẽ khó mở lòng khi mà mình chỉ nghĩ đến bản thân, cái lợi gì cho bản thân, whatever, kiểu vậy. Tuy nhiên khi mà đặt cái tôi đấy trong một cái ví dụ như là khi mà mình đang có những cái doubt, những cái kiểu loss, những cái kiểu hoài nghi về bản thân mình, liệu mình có đủ khả năng không, liệu mình chẳng lẽ mình kém thế này, chẳng mình không làm được cái gì, mình bất tài này nọ thứ, tại sao đấy mình không cái tôi của mình, tại sao đấy mình không tao hơn tất cả mọi người, chả thằng nào bằng tao cả, kiểu vậy, tao giỏi nhất đấy. Thì khi đấy tại sao mình không dùng trong cái ngữ cảnh đấy? Khi mà dùng trong ngữ cảnh đấy thì tự nhiên cái tôi nó lại thành một cái điểm mạnh. Thế nên em càng lớn em mới nhận ra là không có cái gì là nó cố định, không có cái gì là nó chỉ là mạnh và không có gì nó chỉ là yếu. Nếu mà mình biết dùng những cái này trong đúng ngữ cảnh thì tất cả nó đều sẽ trở thành điểm mạnh, mà một khi mình đã dùng sai thì nó sẽ trở thành điểm yếu. Ok rồi, chị hiểu rồi, chị đổi câu hỏi của chị đây. Dạ. Nếu nó không phải là công việc thì vẫn là cái 5 năm đấy. Vẫn là cái mốc đấy. Dạ. Đúng không? Em sẽ trở thành ai trong 5 năm đấy? Trở thành ai là sao? Em nghĩ vẫn là em thôi. Em vẫn là em, nhưng mà ý là em sẽ trở thành... Em không muốn nói những cái điều đấy ra hay là như thế nào? Không hẳn, bởi vì cái đấy nó hơi bị... Em nghĩ nó hơi bị xa vời. Nó là một sự, nó không thực tế. Nếu mà bảo 5 năm nữa mình sẽ trở thành ai? Thứ nhất là mình cũng không có một cái hình mẫu nào để mình muốn trở thành y hệt vậy. Đối với em, mình là độc nhất, mình là khác biệt nhất, mình không việc gì mình phải bắt chước ai hết. Bởi vì con người mình nó được tạo từ những cái câu chuyện riêng của mình, từ những cái trải nghiệm riêng của mình, từ những cái thành công và những cái thất bại của mình, nó tạo ra một cái độc nhất vô nhị như vậy. Nên mình khó để mà có thể mình bảo là mình trở thành ai. Với những cái trải nghiệm mình trải qua thì mình không biết mình trở thành ai. Mình chỉ có thể mình nói được rằng là liệu 5 năm của mình có tốt lên không? Mình có lớn hơn được chừng nào không? Cái suy nghĩ của mình nó có trưởng thành hơn không? Ví dụ như bây giờ nhiều lúc mình vẫn còn, thỉnh thoảng mình vẫn còn có những cái sân si này kia trong xã hội, thì liệu 5 năm tới mình có thực sự mình freedom không? Mình có không ảnh hưởng những cái như vậy không? Kiểu vậy, em chỉ quan tâm đến cái growth của bản thân thôi. Ok. Vì em tin rằng là tất cả những cái gì trong cuộc sống nó đều đến từ bản thân mình hết. Khi mà mình grow, khi mà mình trở nên tốt hơn thì những cái mối quan hệ xung quanh của mình cũng tốt hơn, công việc của mình cũng tốt hơn, cuộc sống của mình cũng tốt hơn, chứ không phải là những cái xung quanh mình tốt hơn khiến cho mình tốt hơn. Ừ. Thì mình luôn hỏi cái câu hỏi đấy bởi vì mình cũng tin vào sự thay đổi của cá nhân. Nhưng có lẽ vì thì mình sẽ chọn là mình có một cái mục đích, mình có một cái mục tiêu. Và cái sự thay đổi của mình nó sẽ hướng với cái mục tiêu đấy, nhưng đúng mỗi người một khác, không có ai có những cái cách khác nhau. Dạ. Cách đấy nó cũng nói chung là nó cũng đó, như em nói, cái nào cũng sẽ có cái lợi và có cái hại. Nếu mà mình làm như vậy thì mình sẽ rất dễ bị áp lực. Mà cái áp lực thì nó cũng khiến cho cái sáng tạo của mình, hay là tất cả những cái gì về mặt tâm hồn hay các thứ, hay là về mặt cảm xúc, nó cũng sẽ bị giới hạn. Bởi vì nó bị ảnh hưởng bởi một cái bên ngoài. Em thì em không muốn bị ảnh hưởng bất cứ một cái gì cả. Ok. Thì mình với Việt mà ngồi nói chuyện chắc là sẽ tranh cãi nhau cả ngày. Nhưng mà vì là đây là khách cho em, mình chỉ hỏi thôi. Mình không tranh cãi. Thôi chị ngồi... phải tranh cãi chứ. Không, tại vì em sẽ có một cái màu, em có một cái màu dark và tiêu cực. Trong khi chị... Tiêu cực á? Là tiêu cực á? Ừ. Em tưởng không set goal thì tức là cũng tích cực chứ. Không, tức là chị luôn cảm giác cái sự, cái này cảm giác cá nhân thôi nhá, là cái
có một cái gì đấy nó luôn có một cái, nếu mà mình tưởng tượng là có một cái giọng nó luôn nói là Việt ơi mình đừng cái này đừng cái kia vội, không được đâu, tức là cái voice mà nó hơi tức là kiểu hơi, tiêu cực ấy à? Không take chances, nó hơi tức là nó tồn tại ở đấy. Thì có mỗi người có một một cái mình đang không nói đúng không, cái gì nó có mặt này mặt kia. Sẽ có những người là thì mình là được lúc nào cũng có một cái giọng lúc nào nó bảo ôi chuyện này vui lắm, hay cái đấy không hẳn lúc nào cũng tốt nhá. Nó sẽ có những cái kiểu như positive toxic ấy. Đấy là, nhưng mà mình bị cái positive toxic đấy, mình luôn có một người nói ôi đương nhiên là được rồi không sao cả. Đấy, sau đó mình lại là cái chủ thể của mình phải là người kéo nó lại đấy. Dung còn còn chị nhìn em là chị thấy có một cái chủ thể tiêu cực nói với em đừng làm gì hết đúng đây không? Là cảm nhận của chị nhá, chị không ý là đừng làm gì hết, đừng nói cho bà này nghe, đừng nói vội ra ở đây, đừng hứa hẹn gì cả, người ta sẽ xét đoán đấy. Em không thật sự không phải là hứa hẹn gì cả, mà mình đang nhìn vào những cái quá khứ của mình thực sự là mình thấy là không phải cái gì mình nói mình cũng làm được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hiện tại thời điểm này mình muốn cái đấy, tuy nhiên một năm nữa mình muốn cái gì mình không biết. Em đã bị thế rất nhiều, em đã nhìn thấy có rất nhiều thứ mình đã từng nghĩ là mình muốn, tuy nhiên chỉ cần vài tháng sau, vài năm sau mình mới nhận ra là mình thực sự mình không quá muốn cái đấy. Đúng không? Mình khi mình đúng, chính đúng. Xác đúng, mình đã từng nghĩ mình kiểu rất là kiểu muốn tiền bạc, địa vị, quyền lực này kia, xong mình nhận ra những cái đấy nó không có giá trị nhiều so với mình như vậy. Nên là cái việc mà đặt cái goal xa như thế thì đối với em là nó không phản ánh được đúng hết những cái mà thực sự mình muốn, bởi vì nhiều lúc mình cũng chưa biết mình muốn gì. Okay. Đúng không? Thế cái tiếp theo là gì? Em nghĩ em là người cũng vừa thực tế nhưng cũng rất là mơ mộng á. Đấy là hai cái. Đúng rồi, lên đảo nhưng mà mang theo bật lửa. Thực tế nhưng rất là mơ mộng. Thế cái sắp tới mà khán giả sẽ nhìn thấy bạn là gì? Sản phẩm mẹ. Chắc là một đấy. Vài cái quảng cáo. Nếu mà sắp tới, kiểu sắp tới, ngay chuẩn bị tới thì chắc là một vài quảng cáo thôi, chứ chưa có cái gì. Đây cũng là một điều hay mà. Dạ. Bây giờ mà có quảng cáo là quá oách đấy. Dạ. Em thấy ai cũng có mà. Thấy chưa? Luôn có một người Việt này. Mày hãy tém lại hay đừng vui vội. Đợi em thấy em chia sẻ nhiều lắm. Nhưng cũng đừng vui vội lúc nào cũng nhá. Ok. Vui quá người ta lại thấy mình không thực tế. Thấy chưa? Một người nghĩ nhiều mà. Nhưng mà em là một người lúc nào em thấy là cốc nửa đầy nha, chứ không phải là nửa vơi. Không, nhưng chị thấy rõ ràng là vơi thì tại vì lúc đầu nó đầy hơn. Đối với em vẫn là có nước để uống. Okay. Đó, chứ không phải là thôi em uống hết thêm nước đi. Uống hết cái này đi. Mà ý em là gì? Ý em là phải có ai lấy thêm nước cho em á. Tặng em có một món quà to còn tặng ở đây nữa. Cảm ơn Việt đã đến đây ngày hôm nay, cuộc phỏng vấn thứ hai trong cuộc đời của chúng tôi. Không biết là 5 năm sau thì có một giải nam diễn viên sau, chính ở một cái liên hoan phim nào đấy ngoài Mumbai để có thể năm bắt năm đầu khi em lại phỏng vấn chị. Yes, đúng maybe. Chị thấy người chồng mới và đứa con mới thế nào? Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cuộc trò chuyện này chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Đoạn cuối cắt nhá. Không cắt đâu, không cắt cái gì đây nữa. Các bạn có thể nghe bản full của podcast tại playlist Have a Sip trên kênh Spotify và Apple Podcast. Đừng quên rằng chúng ta có hẹn vào tối thứ 6 hàng tuần trên các kênh của Vietcetera.